Tam Cốc này núi non hùng vĩ lắm, đẹp, có di tích lịch sử. Nên thành ra là tôi đề nghị với các bác nào mà thấy được cái video này đó, tôi quay phim á, mà thấy được đó thì phải ra Tam Cốc viếng thăm cái cảnh này. À, cảnh vừa lịch sử mà vừa hùng vĩ núi non. Và cái người dân ở đây rất là dễ thương. Ô, vậy cái mỏ Đại Bàng kìa em. Nè, đó, cái mỏ Đại Bàng đó. Đó, mỏ Đại Bàng, đúng rồi. Hay. Rồi. Đó, lấy mỏ Đại Bàng đó, mỏ Đại Bàng kìa. Hay quá. Đúng rồi, vậy nó mới ăn tiền.